Và đây là chiếc Ferrari do anh mình tự chế ra. Và mình đang trong quá trình nâng cấp chiếc xe Ferrari này theo ý kiến của mọi người. Và ở cái video lần trước, khi bọn mình nâng cấp cái phần cần gạt mưa thì đã có rất nhiều anh em bình luận đóng góp cho mình thêm một ý kiến, đó là nâng cấp thêm cái phần kính ở cửa sổ ở cửa bên này hai bên anh em nhé. Và ở video ngày hôm nay tôi sẽ nâng cấp cái phần kính này lên để cho chiếc xe được hoàn hảo hơn. Về cái phần kính thì bọn mình sẽ sử dụng hai cái compa này nhé mọi người nhé. Đây là compa của phần của con xe Vios, Toyota Vios đó. Thì đây là cái cục motor của nó và đây là cái hệ thống compa để có thể kính gạt lên để lên đẩy xuống. Thì lát nữa mình sẽ lắp vào cái phần cửa của hai bên đó. Và kia là cái hai cái phần bô đằng sau, bô phía sau thì mình sẽ nâng cấp lên cho nó đẹp hơn đó. Bô của bô titan anh em ạ. Phần bô này đấy, ở video trước vlog của bọn mình có tham khảo anh em bỏ xe lắp phần dưới này nhé. Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ test luôn cho anh em ở trên cổ bô này á, tại vì bọn mình phải đây làm cổ mà. Công việc đầu tiên để lắp cái cửa kính này ấy, là mình sẽ phải tháo cái cửa mà mình đã làm trước cái ra này. Đây, rồi mình sẽ phải tháo cả cái đế can rồi thì phần cửa này ra. Mình sẽ lấy cái hộp ra anh em ạ, làm cái khung bên trong của nó mà.
đi cài ra nhé. Đang định tạo cái điểm này vào để lấy cái điểm cố định để thử nghiệm nhé. Thì lắp cái kính này nó khá là khó, tại vì nó không có theo một cái quy chuẩn nào cả. Cái này mình phải lấy một con vai ớt của mình úp lên cái con siêu xe của mình như thế nhé. Kích thước về hình dáng cũng như mọi thứ nó khác nhau, nên là phải hơi bị kỳ công cũng như là khó trong cái công đoạn này. Thì hiện tại đang nghiên cứu rồi nhé. Hôm nay là buổi tối anh em ạ, mình đang cố gắng mà hoàn thiện cái phần kính cửa bên xe này thì khá là khó khăn tại vì nó gặp nhiều vấn đề anh em ạ. Đấy của mình gạt ra bên trong khoang lái của mình hàn nốt cánh cửa còn lại nhé. Vậy bên này mình đang thao tác dính làm lại cái phần viền mọi người ạ. Đấy. Bây giờ ấy anh em ạ, thì hiện tại là 11 giờ đêm mọi người nhé. Thì anh em mình vẫn đang nghiên cứu cái phần cánh cửa này, khá là bận rộn luôn. Đấy, mọi người đang trang một cái đèn đi. Xung quanh thì không gian khá là tối rồi, nhưng mà anh em vẫn đang nghiên cứu để ra sản phẩm cho anh em xem sớm nhất anh em. Vâng, phải căn chỉnh cái điểm cuối cùng của cái kính này. Để căn chỉnh cái điểm cuối cùng của nó này, theo khi nó chạm cái nóc này đấy thì nó không bị quá tải, thì nó sẽ phải khớp với nhau, nó không bị vỡ kính mà nó vừa khít nữa anh em ạ. Đây là điều khó khăn đối với những người mà chưa có nhiều kinh nghiệm với mình mọi người nhé. Mình đang thì cắt cây này để ra cố cái phần cánh cửa này. Đêm rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng để làm. Thì hôm nay cái cánh cửa này phần này nó khá là gọi là rối ren ở bên trong cái khoang lái này, nên anh em mình ít quay được, với lại mình chưa nhiều kinh nghiệm nên đang phải khá là gặp nhiều vấn đề trục trặc ấy, nên là anh em thông cảm nhé. Đấy, tay viên này thì đang khoan cái gọi là cái cánh tay của cái kính. Khá là muộn đấy anh em ạ.
Anh em ơi, thì chúng mình đang gọi là làm xong cái phần kính cửa này. Nhưng mà khi thao tác là thao tác cái kính cửa vào ấy, thì bọn mình đã gọi là phải đục thêm mấy cái lỗ ở đây. Thì dẫn đến là cái tình trạng cái cánh cửa này nó bị xước sơn nhá, chảy xước với lại có mấy cái điểm ốc đó này, bọn mình sẽ phải bả lại nè. Thì cái này sẽ hai cánh cửa hai bên này bọn mình sẽ phải chỉnh sửa lại nhá. Đây, bên này nhét nó đang mài lại mọi người ạ. Ở bên này cũng vậy nhá. Đó, hai cánh cửa hai anh em mình đang mài lại cho nó ok đi. Thì sẽ xong sẽ phải xử lý sơn lại nữa anh em ạ. Khá là vất vả nhưng mà cơ bản nhìn kính cũng khá là ổn rồi. Vậy nhá. Mọi người ơi, thì bọn mình vừa làm xong cái phần cửa nhá, vừa bả xong rồi, cái này anh em mình sẽ tiến hành rửa qua sen đi một lượt đấy, để đến cơ bọn mình chờ khô, sau đó là sẽ phải quay lại là xử lý lớp sơn bên ngoài của nó anh em. Đây cái này nhìn qua khá là bụi bẩn này, và cái điểm lỗi ở trên cánh cửa này khá là rõ này. Đó, mình sẽ phải rửa qua đi. Đây mình sẽ phải rửa qua nhé mọi người. Đó. Được không nhé? Được. Khá là bi tí này anh em ạ. Chưa... Lúc này mình không cần gạt, mình cứ rửa qua để mình để cho nó khô ráo, xong đó mình sẽ tiến hành sơn mà. Đấy, bụi này rửa đi khá là sạch ấy. Cứ xịt mạnh vào nhé. Đấy, hai bên cửa đều bị vậy mọi người ạ. Mấy nữa mình đang đặt mua cái dây máy rửa anh em nhé. Đấy, hai bên cửa đều vậy. Thì cái lớp kính này khi nào hoàn thiện hẳn bọn mình mới bóc ra nhá. Bắn không bắn. Nào khi nào hoàn thiện bọn mình sẽ bóc cái mica ra sau anh em nhé. Bây giờ mình vẫn để vậy để cho mình sơn đã. Đấy, bẩn chưa? Trên nóc này nhất đó, trên trần này. Hả? Ơi thì mình cứ rửa qua hết bụi để mình nhìn rõ xem có điểm lỗi nào hết không. Đấy, khá là đẹp luôn. Cái mặt dưới ấy thì bọn mình lúc đầu bọn mình cũng không muốn xử lý là nhiều đâu, nhưng mà trong cái quá trình làm ấy nó xảy ra một số lỗi nên là bọn mình phải xử lý lại nhá. Mà nếu mà xử lý lỗi nhỏ thì bọn mình cứ tính cái điều mình sẽ ra rồi rửa lại luôn khỏi cái mảng này cho nó nhanh. Hai mảng, hai cánh cửa hai bên. Đó vậy, đó là sửa từng chồng cái tí rồi, thì nó không được, mình thấy không được chắc lắm thì mình rửa luôn cả cái cửa luôn mọi người nhá. Cái này phải rửa sạch cái xong đó mình kiếm sơn lại xong thì những cái điểm nào nó còn lỗi thì mình sẽ xử lý có thể được. Chắc là lần thấn anh em ạ. Bọn mình mà trước kia là không thiết kế kính thì không sao, nhưng mà bọn mình hôm nay thiết kế kính vào thì phải sửa lại cái phần cửa này hẳn anh em. Đáng lẽ thiết kế kính trước thì tốt nhỉ. Ừ. Thì thôi, hôm nay bọn mình là theo ý kiến anh em ấy anh em nhá. Anh em nên là anh em phải ủng hộ mình thật nhiều vào. Bọn mình là chiều lòng ý anh em ấy. Chiều lòng mọi người luôn đấy.
Đẹp đấy. Mỗi tội cái này lộ ra cái lớp này chỗ này. Xử lý cái chỗ này anh em ạ. Chờ khô nha. Bây giờ mình đang phủ cái kính này này bằng lớp nylon này và các đường chỉ nhá. Đấy, mình lau khô rồi. Phủ và cái chuẩn bị cho công tác sơn lại cái phần cửa mọi người ạ. Đây, mình đang xử lý sơn, chuẩn bị phủ lên một lớp sơn. Đầu tiên mình sơn lót hết anh em ạ, sau đó sẽ phủ lại lớp sơn đó nhá. Đó, ở đây là cái sơn lót của mình. Sơn xám. Lót sơn xám. Cho cái sơn này là sơn có bóng sẵn rồi nhá, nên đây mình cho thêm chất cứng vào nữa.
cho cái lớp sơn đấy nó khô để nó hoàn thiện hơn anh em nhá. À, mới sơn xong nhìn rất là đẹp rồi. Trước còn có mấy bạn bảo là làm cái phần kính này khá là khó thì mình nên là làm nó, tức là nó cố định thôi, làm kính cố định nó không lên xuống nó xuống được ấy, nhưng mà làm vậy thì nó không hay mấy, nên mà mình đã cố gắng hết khả năng thì làm lên xuống cho anh em xem. Đó. Khá là hay. Thế đây là nên sẽ khóa điện lại anh em ạ, khóa điện lại để không cho xuống nước, bởi vì là nếu mà theo tính toán thì cái chu kỳ để xuống này nó sẽ xuống đến đây cơ. Đó, còn xuống đến đây nó rất là khó khăn trong cái nhiều việc của mình, nên là bọn mình đã khóa điện này, cũng cái con khóa điện ở đây để tự thiết kế luôn anh em, tự thiết kế luôn đấy anh em nhé. Thì nó sẽ có này, cái công tắc này, công tắc nhấn cho anh em xem nào. Đấy, dưới này lầm chéo không lên không luôn đó. Đấy ấy bên trên nào, khóa bên trên ạ, cho anh em, anh em nhìn dưới anh em này nhé. Đấy, ở đây nè. Đấy. Ồ, đây là hai chiếc khóa điện của mình tự chế. Thì con này mà do bọn mình tự chế là nó không được khít vào 100 hoàn toàn như con siêu xe thật, anh em thông cảm nhá. Mà mình phải chế thêm một phần pass đoạn trước này. Nhưng mà nó cơ bản nó sẽ ổn hơn hôm trước. Ồ. Ổn đấy nhỉ. Có, nghe thấy gì? Tí hơn, tí hơn bình thường thôi. Cái cơm một tí nghe nó vẫn hở đó, thì đây mình chỗ này không rõ. Hello à, phát cơ. Nói chung là vậy là khá ổn, nó đi về. Hello mọi người, không sợ. Chào mọi người. Ok ơi, anh chơi xin đi rất kỹ. Vào qua bên kia đi, vào bên kia hai anh em ngồi vào xem nào. Ở bên kia thì vẫn chưa đấu được điện, anh em thông cảm nhé. Nhìn đó, ngoài chưa.
hai dân chơi đi Ferrari. Hai bên nhá. Và tương tự thì nguyên lý hoạt động của bên này cũng như vậy nhá. À, anh em mình sẽ đấu điện cho anh em xem nốt cái kính bên này luôn nhỉ. Thì vấn đề là bọn mình chưa làm hoàn thiện nên là bọn mình phải đấu tạm như này nhá. Cái này mình vứt lên giữa này, mình sẽ đấu ở hai bên luôn. Ừ, đó. Mình sẽ ra ngoài mình cho anh em xem nè. Và các chú ý bên này nhá. Chú ý nhá. Đó, à, cho anh em xem. Xuống đi. Được chưa anh em? Từ đời chưa? À, là uy tín anh em ạ. Thì cái phần bên trong này bọn mình sẽ phải thiết kế thêm. Theo này bọn mình sẽ thiết kế thêm cái phần này cho nó được che kín cho đẹp mắt với cái phần quang nội thất tuyệt vời hơn. Đó thì bây giờ hiện tại thì mình đang phải sử dụng của mình một bề ắc quy riêng để ở đây làm. Còn khi nào là mình hoàn thiện đấy thì mình sẽ lắp đặt hệ thống ắc quy và hệ thống máy phát điện, nhà máy phát điện ở sau đây đấy anh em nhé. Cung cấp nguồn điện cho cả con xe. Thì nó sẽ cả cần gạt nữa thôi, nhưng mà cần gạt nữa thì cái này mình chưa cấp nguồn điện cho nó thì chưa gạt được. Đồng bộ điện nhỉ. Ừ. Đồng bộ điện nữa thì nó sẽ rất là nhiều chi tiết luôn anh em nhé. Hơi bị gồng cành nữa nhỉ. Hôm nay là cũng một kính thí nghiệm của mình mọi người, khi hoàn thiện mà mình sẽ phải làm cho nó hoàn thiện lại cái phần bên trong của kính nhỉ. Khi có cái kính nhìn xe nó kiểu nó kín đáo hơn. Mặc dù là kính trong suốt. Ba phân khúc nhỉ. Mặc dù là kính trong suốt nhưng mà khi có cái kính này vào nhìn xe mình nó kín đáo hơn ở đây em ạ. Ủa đáo hơn nhỉ. Có lẽ bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video đây. Theo anh em thấy cái cảm nhận như thế nào? Kiến một cái đánh giá của anh em ở dưới phần bình luận video này. Và bây giờ em thì xin được tạm dừng video ở đây. Bye bye anh em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người. Video này mọi người biết sao các bạn. Ok mọi người nhá, mình sẽ còn nâng cấp khá là nhiều đấy. Video lần này cũng khá là khó khăn anh em ạ. Bye anh em nhé.